Trời đất ơi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của Yến. Chà đà, hôm nay rất là vui khi ngồi đây để quay video cho mọi người. Vấn đề hôm nay mà mình muốn nói đến đó là những cái món mỹ phẩm đến từ Trung Quốc. Hôm qua lúc mà mình đi mua bông tẩy trang ở một cái cửa hàng dạng như là Miniso á, mình mua ở cái cửa hàng tên là Simivy. Chút nữa mình sẽ để cái link ở bên dưới cho mọi người dễ nhìn thấy. Thì mình thấy là ở đây có bán rất là nhiều đồ makeup đến từ Trung Quốc. Đó, xong rồi mình cảm thấy nó cũng vui nữa mà có nhiều đồ quá, cho nên là mình đã quyết định là mua về và test trong cái video này cho mọi người xem, để xem là những cái đồ này nè, giá rẻ nè, đa dạng nè, nhưng mà xài có xịn không. Thì đó chính là cái nội dung chính của video hôm nay. Và một cái điều quan trọng là sau khi quay cái video này thì toàn bộ những cái sản phẩm makeup mà mình mua được, mình sẽ làm giveaway tặng cho mọi người. Tham gia rất là dễ, mọi người chỉ cần comment cảm nghĩ của mọi người ở bên dưới về cái video này hoặc là về những cái sản phẩm mà mình quay trong cái video này, sau đó thì like và subscribe channel của Yến, vậy là được rồi. Không nói nữa thì tụi mình cùng điểm nhanh qua những cái sản phẩm mà Yến mua được từ hôm qua nha. Và đây là những cái sản phẩm mà mình mua được. Đầu tiên về bao bì ha, thì thiết kế của tụi nó kiểu rất là đơn giản nhưng mà khá là ấn tượng. Như đây là cái hộp BB cream, thì cái chữ I am Nui CC á được in mờ trên cái hộp, nhìn rất là dễ thương và rất là sang. Vỏ thì khá là đơn giản nhưng mà cái logo của nhãn hàng á, Simi Style, mọi người thấy không? Nó khá là nổi bật, nhìn vô là biết tên liền. Đó, cái điều mà mình mua ở những cái sản phẩm này á, đầu tiên là rất là rẻ, rẻ lắm luôn á. Sản phẩm mắc nhất là em này có giá là 215.000, nó là phấn phủ. Còn những cái sản phẩm còn lại thì có giá khởi điểm từ 43.000 đến 125.000, rất là rẻ. Bên cạnh đó thì một sản phẩm nó tích hợp rất là nhiều thứ, giống như cái cây chân mày này thì nó có cái đầu kẻ chân mày, đầu mascara, rồi cái đầu bông để tán chân mày nữa, rất là tiện. Hay giống như là cái hộp phấn phủ này, thì phấn phủ này có 4 màu rất là đặc biệt, chút nữa mình sẽ cùng test cho mọi người xem. Đó, rồi bên cạnh đó nữa thì mình cũng rất là nôn nóng để thử xem là cái đồ makeup của nội địa Trung thì nó sẽ như thế nào với cái tầm giá này, cho nên đó là lý do mà mình mua về. Bây giờ thì tụi mình cùng bắt đầu từng bước makeup với những cái sản phẩm này nha. Đây là em CC Cream. Điều đầu tiên mình thích nhất của em này đó là cái chai của em. Kiểu cái chai của em rất là dễ thương và rất là dễ dùng. Có một cái vòi xịt chỗ này, mình khá là tiết kiệm khi mà mình có một cái vòi xịt để lấy CC Cream ra. Nhưng mà mình không vui lắm tại vì em này chỉ có hai tông thôi, một cái tông sáng này và một cái tông sáng hơn nữa. Mà da của mình thì tối hơn cái tông này, cho nên là mình quyết định lấy tông này. Cho nên là nếu mà mình đánh nó có bị sáng quá thì mọi người thông cảm nha. Ok. Video nào cũng rất đồ. Cái chất kem khi mà mình để trên tay thì nó khá là mềm và lỏng. Mình sẽ dàn cái lớp CC này ra trên da giống như là bình thường vậy đó, để cho nó mỏng hơn. Mình đã vừa hoàn thành xong việc đánh CC trên da. Không biết là nhìn trong video nó như thế nào, nhưng mà nhìn ngoài đây thì mình thấy là đầu tiên cảm nhận của mình là cái độ cover của nó không có được cao lắm. Cái chất của CC á, lúc mà đánh trên da nó hơi dính một chút xíu, nhưng mà cũng khá là dễ tán, chứ không phải đến nỗi là dính và bết. Rồi nó cho mình cái cảm giác rất là tươi, kiểu như là trong đây nó có những cái hạt nano nhũ á, nên là da mình căng hơn. Da bạn nào mà đẹp đánh lên sẽ đẹp lắm luôn á. Tiếp theo đó thì mình sẽ sử dụng phấn phủ. Và cái hộp phấn phủ này mình rất là thấy nó rất là đặc biệt. Đây, hộp phấn phủ này là sản phẩm mắc nhất trong cái bộ mỹ phẩm mình mua lần này. Em kiểu có 4 ô như thế này, và 4 ô sẽ là 4 màu khác nhau. Mọi người nhìn thấy không? 4 ô của em sẽ là 4 màu khác nhau. Đây, trong cái hộp này thì nó có một cái bông mút như vậy. Mình có thể sử dụng bông mút này để tán nền. Mình sẽ dặm phấn nhẹ nhẹ ở cái phần dưới mắt trước. Mình thấy là cái phấn này khi mà tán lên trên da của mình á,
nó cho mình cái cảm giác là bóng mà căng lắm luôn á. Thích quá. Đây là lần đầu tiên mình thấy một cái hũ phấn phủ nó thú vị như vậy, vì kiểu là có bốn màu nè, trong đây có hai cái highlight, hai cái một cái màu vàng và một cái màu hồng. Mình nghĩ là cái việc kết hợp này nó sẽ làm cho cái màu da của mình nó tươi hơn, trẻ hơn, hồng hào hơn, khác với những loại phấn phủ bình thường là chỉ có một tông màu thôi. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng phấn khối. Kem phấn khối này kiểu là có hai tông, một cái tông sáng và một cái tông tối. Cái tông sáng này có nhũ luôn, cho nên mình cũng có thể sử dụng đánh cái phần dưới mắt, giúp cho nó thành bật sáng lên, kiểu vậy. Mình sẽ sử dụng cây cọ trong cái bộ cọ mà mình có bán đó, để sử dụng phấn khối. Đầu tiên thì mình sẽ lấy cái phần trắng này trước, đánh nó cái phần dưới mắt. Cá nhân Yến thấy là cái bảng khối này khá là tiện dụng. Nó có hai tông, một cái tông sáng và cái tông sáng này nó có nhũ. Cho nên là lúc mà mình đánh lên cái vùng mình cần bắt sáng á, thì cái phần đó nó sẽ kiểu chiếu làm cho mặt mình tươi hơn. Phần khối này, cái màu khối nó dịu nhẹ, cho nên là nếu mà mình make up cái tông tây đậm đậm á, thì Yến nghĩ là mình có thể sử dụng cái khối này để làm má hồng luôn. Vì khi mà em lên trên da của mình á, nó rất là dễ blend, rất là dễ, và cái màu nó dịu, nhìn thích lắm luôn á. Hôm nào đó Yến sẽ mua lại, tại vì hôm nay sản phẩm mình sẽ làm giveaway hết rồi. Yến sẽ mua lại để thử em này làm má hồng khi mà mình make up kiểu tây nhé. Sau đó thì sẽ đến phần mắt. Mình mua tận hai bảng màu mắt, vì ban đầu mua bảng này. Bảng này có bốn màu à, nhưng mà mình mua nhầm, xong kiểu là thấy nó ít màu quá, thế là hôm sau để chạy đi mua một cái bảng khác là bảng này. Hôm nay thì mình sẽ test cả hai bảng này luôn. Bảng này thì có tận 10 màu, còn cái bảng vuông khi nãy thì chỉ có 4 màu thôi. Mỗi sản phẩm của cái hãng này thì đều được đựng trong một cái lớp lót như vậy. Chắc là để cho chắc sản phẩm. Cả hai bảng này thì đều có gương, cho nên là rất là tiện khi mình mua đi du lịch. Nhưng mà mình test coi là cái chất của bảng màu mắt này như thế nào khi lên mắt nha. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cây cọ của mình, lấy một cái em tông màu nuy nhạt này đánh lên tan lên toàn bộ màu mắt. Mình thấy là vừa chạm vào mắt là ra màu liền, nhưng mà cái kiểu nhũ của nó rất là sáng, kiểu sáng quá, sáng kiểu là sáng xính xúa, sáng quê mùa chứ không phải là sáng sang. Mình mới vừa nói gì Tiếp theo tới bảng này. Bảng này thì khác. Bảng này trên đây có 10 màu và 5 màu đầu tiên thì không có nhũ, 5 màu sau thì có nhũ. Đó, khi nãy mình đã dùng một màu nhũ đánh lên trên toàn bộ màu mắt rồi. Cho nên là bây giờ mình sẽ sử dụng em này, một cái tông nâu trầm, đánh lên cái phần đuôi. Màu khá là dễ lên, nhưng mà rất là dễ đánh bị lố, bị quê á. Cho nên là mình nghĩ là cái bảng này sẽ hơi khó khi mà mình đang tập make up. Lỡ tay một phát là quê liền. Giờ mình chỉ sử dụng hai màu như vậy thôi. Sau đó thì mình sẽ sử dụng cái em tông da này đánh cái phần giữa mắt. Với phần mắt dưới thì mình sẽ sử dụng một cây cọ nhỏ hơn, dẹp hơn, để lấy cái tông... Mình phân vân quá vì mình sợ nó bị quê. Ok, màu vàng nhạt này thật là ít thôi, nhớ phủ đi. Lúc mà lấy phấn thì cái bột phấn này bị rơi rất là nhiều. Nói chung là cảm giác là cái hộp phấn này nó không có được chặt á. Bây giờ thì mình sẽ lột tem cái em chì này. Mình phát hiện là em chì này sẽ phù hợp hơn khi vẽ mí trong, cho nên là bây giờ mình đã vẽ eyeliner rồi, mình sẽ dùng em này để vẽ mí trong. Công nhận là cái sản phẩm này đóng gói vào bị cứng quá. Thôi mình kiểu như vậy. Lúc mà mình đưa cái cây chì này vào mí trong á, thì mình cảm thấy là cái màu chì và cái chất á, nó rất là mềm. Và mình đưa đi rất là nhẹ, không có khó hay là nó không có bị cứng, bị sốn như là những cái cây khác.
Nói chung là khá là ưng. Ừ. Lúc mình vẽ mí sao trong và nhắm mắt lại cho nước mắt chảy ra thì không thấy cái chì này nó bị lem. Mình rất là thích những cái chì không lem như vậy. Sau đó thì sẽ tới phần tiếp theo, đó là chuốt mascara. Cái đầu cọ của cái mascara này kiểu cong 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 như vậy nè, chắc là để giúp mình lấy được cái nhiều trước kem hơn. Lúc nhắm mắt lại thì mình cảm thấy là cái mascara này nó có chất dính, cho nên là mắt trên và mắt dưới của mình nó hơi kiểu dính dính, mà mình rất là không thích cái kiểu dính dính như vậy. Sợi mi có dài ra nhiều nè, có tơi nè. Mình đã biết tác dụng của cái việc cong cong để làm gì rồi. Cái phần mà nhô lên này nè sẽ giúp cho mình chải cái mi trên rất là dễ và nó không có bị dính lung tung. Và đây là cái em chân mày trong cái bộ mà mình mua. Em này có hai đầu, một đầu có nhũ như thế này, và đầu còn lại là đầu kẻ chân mày màu nâu. Mình sẽ dùng cái đầu này, cái đầu có nhũ, để vẽ cái đầu chân mày nâu, để vẽ cái phần đầu chân mày. Nhũ còn lại thì mình sẽ dùng để đánh lên cái phần đầu mắt. Một ít thôi. Mình cứ cảm thấy là lúc mà xài những cái sản phẩm này á, phải nương tay thật là nhiều á, không thôi nó sẽ bị lố lắm. Dùng phần nhũ này để đánh lên cái phần đầu mũi, làm highlight. Sau đó thì mình sẽ sử dụng son APA đến từ nhà Yến Cosmetics đây, để đánh má hồng và môi. Môi của mình thì đang đánh em này là màu số 1. Mình sẽ đánh đậm lại ở lòng môi. Một chút xíu là má hồng. Em này hơi lì cho nên là mình phải tán nhanh 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 nhanh, không thôi thì em sẽ khô mất. Em đã khô rồi. Chà đa, và mình vừa hoàn thành xong lớp makeup ngày hôm nay. Về cảm nhận cá nhân của mình thì trừ bảng màu mắt ra thì những cơ sản phẩm còn lại như là CC cream nè, highlight, CC cream nè, phấn phủ nè, khối nè, mày, mascara và chì kẻ mí trong á đều rất là đáng thử. Thứ nhất là cái tầm giá của em rất là ổn. Thứ hai là mình xài lên thì cảm thấy là nó cũng vừa phải với cái giá tiền đó. Và bao bì rất là xinh. Đó là những cảm nhận của mình. Không biết là mọi người xem video thấy như thế nào. Nếu mọi người thích thì không thích thì nhớ comment cho Yến biết nha. Toàn bộ những sản phẩm hôm nay mình make up mà mình mua được thì mình sẽ đều làm giveaway. Để tham gia giveaway thì mọi người nhớ like, subscribe channel của Yến, like cái video này, sau đó thì comment cảm nghĩ ở bên dưới. Rồi Yến sẽ trả kết quả trên bay Yến Cosmetics. Yến sẽ để cái link ở bên dưới để mọi người dễ tìm kết quả nha. Bây giờ thì mình cùng nhìn lại lớp makeup ngày hôm nay. Video đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.